Hello anh. Chào cô ạ. Bữa nay em thi hết chưa anh? Sao cô? Em thi lên trường hết chưa? Thi học kỳ á. Em thi hết từ đầu tháng 12 rồi. Đúng rồi, quên quên cô nhớ rồi, em là người thi hết đầu tiên, cô quên. Năm sau đi thực tập đúng không? Hello Ngân. Xin chào cô. Rồi, trong khi đợi các bạn thì cô vào bài chút nè. Oanh, tân ngữ của cô ấy là gì? Cô ấy tân ngữ. Bật mic nào em. À, tên ngữ của cô ấy là hơ ạ. Rồi, tính từ sở hữu của nó. Ngân. Nó tính từ sở hữu. Ủa ngon rồi em. Nó tính từ sở hữu là gì? À, tính từ sở hữu nó là Nó là gì cái đã, trước hết nó là từ gì? ít ạ. Vậy tính từ sở hữu là gì? À, nó ít Ít như thế nào? có ép ạ. Đúng rồi, tính từ sở hữu với lại đại từ sở hữu của nó là giống nhau. Rồi. Rồi, Ngân trả lời cho luôn cho cô, danh từ số nhiều có thêm S không em? Em nói cô là danh từ số nhiều là danh từ số nhiều là Em nghĩ tới ví dụ con chó hay là con mèo gì đó. Chơi dĩa. danh từ số nhiều là không thêm hết ạ. Danh từ số nhiều thêm S. Lộn nữa rồi, thấy chưa? Em Không. nghĩ tới con chó đi. Ví dụ những con chó là dogs, những con mèo là cats, nghĩ tới những con vật có chơi dĩa. Vậy động từ số nhiều có thêm s không em? Động từ số nhiều là có thêm nhé ạ. À là không không thêm nhé ạ. Rồi, động từ số nhiều là không thêm s nha. Rồi mình học bài nào. Hôm nay mới có bốn bạn thôi hả, có hai bạn xin cô off your mind thi. Rồi, thể giả định nữa em. Giả định là giả sử, giả sử là câu điều kiện. Câu điều kiện mình nghĩ ngay tới từ gì đây? Hạnh. Ok chưa? If Đúng rồi, câu điều kiện nghĩ ngay tới if không? Ok chưa? Rồi, đọc cho cô if 1 nào. If 1, one. cô if loại một cách dùng điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Công thức với if thì hiện tại đơn s cộng verb thêm chia s hoặc gai s verb chính chia thì tương lai đơn can, may cộng với verb nguyên. Có thể dùng cấu trúc please cộng verb ở vế chính. Ví dụ, if he doesn't study hard, he won't pass the exam, the exam. Nếu như anh ấy không học hành chăm chỉ thì anh ấy sẽ không vượt qua kỳ thi, không qua bài kiểm tra. If he calls you, please let me know. Nếu như mà anh ấy gọi được cho bạn thì làm ơn hãy nói với tôi Rồi, anh trả để lời cho cho tôi cô. biết. Sau please là verb gì em? Gốc nguyên ạ. Đúng rồi, với cô sau please luôn luôn là verb không nha em. Thậm chí từ please có thể có hoặc không luôn á. Ví dụ, if he calls you, let me know. Có hồi không còn chữ please luôn á em. Nhớ nha, chữ please hồi khó hồi không luôn. Có please thì mang nghĩa lịch sự hơn chút, nhẹ nhàng hơn chút. Còn có please thì nó mang nghĩa là giống như là mạn lại một chút. Rồi, nhắc lại câu điều kiện loại 1 nó khác với lại câu điều kiện loại 2 với câu điều kiện loại 3 ở chỗ là nó có thể xảy ra nha em. Nhớ là nó có thể xảy ra. Và nhớ cho cô mệnh đề if là hiện tại đơn, đó là lý do Ngân em phải thuộc cho cô là chủ ngữ số nhiều á. Danh từ số nhiều á là danh từ thêm s.
nhưng mà đi với động từ verb không. Nhớ nha, danh từ số nhiều tức là chủ ngữ mà thêm s hoặc là es đó, thì sẽ đi với động từ verb không nha em. Đó là cái hiện tại đơn, đó là do em phải thuộc cái thì này thì em mới làm được cái câu if, không những về thì mà làm về if nữa, nên về ông lại cho có thì nha. Thì câu điều kiện loại 1, vế if dùng hiện tại đơn, lắp công thức hiện tại đơn vào. Vế chính dùng cho cô tương lai đơn, hoặc nếu không có chủ ngữ thì là verb không. Nếu không có thì là không có chủ ngữ nha, thì là verb không nha em, không có chia thì, giống như cái này nè. Chữ please có thể thêm hoặc là không. Và cái điều này có thể xảy ra nha, nếu anh ấy gọi cho bạn thì anh nói tôi biết, tức là có thể anh ấy sẽ gọi cho tôi, coi cho bạn đó. Có thể xảy ra nha em, để phân biệt những câu điều những câu khác. Câu điều kiện loại 2, Trinh, đọc cho cô nào Trinh. Xảy ra ở hiện tại hoặc trong tương lai, ước muốn ở hiện tại. Trinh ơi đọc to lên em ơi, không nghe gì hết. Cô không nghe thấy gì à? Cũng nghe nhưng mà nhỏ hơn so mấy bữa đó. Tại vì hôm nay từ từ cô cho em một chút thì em chỉnh lại cái mic. Rồi. Được chưa ạ? Các bạn khác nghe Trinh nói không? Nghe ổn không em? Ô, anh ổn không? Không ổn lắm Trinh ơi. Ui, thế em cũng chả biết nữa. Đỡ, đỡ hơn rồi, đỡ hơn rồi, đọc đi. Điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc trong tương lai, ước muốn ở hiện tại. Cái công thức thì là if cộng với quá khứ đơn cộng với chủ ngữ cộng với verb tense ending. To be thì luôn luôn chia là where với mọi chủ ngữ, về Word. chính were với mọi chủ ngữ, về chính thì là chủ ngữ cộng would hoặc là could cộng với verb. Ví dụ là if we had a map we could my the right way. If I were you, I could meet him. Rồi, cái câu này nhớ cho cô là câu điều kiện loại 2 với loại 3 là không thể xảy ra nha em. Nhưng câu điều kiện loại 2 là không thể xảy ra ở hiện tại hoặc là tương lai. Thường là không thể xảy ra ở hiện tại hơn, tương lai hiếm hơn nha em. Và trong trường hợp to be thì em chỉ dùng were thôi. Ngày nay thì họ cũng thoáng hơn rồi, họ có thể dùng cho em dùng was cũng được, was này cũng được nè. Nhưng mà nếu có were và was thì dĩ nhiên em vẫn chọn were cho cô nha. Trừ trường hợp mà đáp án không có từ were thì em mới chọn từ was thôi ha. Hôm nay họ cũng nói chung họ cũng thoáng hơn một chút rồi. Nhưng mà nhớ giả định thì mình thường luôn chọn were nha, were số nhiều á. Em nhìn cho cô nè, mệnh đề if quá khứ đơn thì động từ em sẽ chia verb ed hoặc là cột máy ngon. Thì quá khứ đơn, động từ verb ed hoặc là cột máy. Cô là cô hai. Đúng rồi, được chưa? Cột 2. Hợp quy tắc thì ed mà bất quy tắc thì là cột 2. Và mệnh đề chính của em sẽ là would could. Em thấy nè, ở hiện tại em tưởng tượng là if1 với if2 nó song song với nhau. If1, if hiện tại đơn thì if2 thì quá khứ đơn. Thấy không? If1 mệnh đề chính là tương lai đơn thì em dùng là will can may. Thì if2 của em sẽ là would could. Em thấy nó will là would nè, can là could nè, might là may là might nè. Đó, nó quá khứ của cái if1 đó em nè. If1 này thấy nó song song không? Nó quá khứ của này mà thôi. Nếu anh ấy có cái bản đồ thì nếu chúng ta có bản đồ thì chúng ta đã tìm được cái hướng đi đúng rồi. Vậy đố các em là tóm lại là hiện tại bây giờ này chúng ta có cái bản đồ hay không? Ngon. Hiện tại bây giờ có cái bản đồ hay không? Trong đâu cô là hiện tại bây giờ chúng ta không có bản đồ. Đúng rồi. Hiện tại bây giờ chúng ta không có bản đồ. Mà trái với hiện tại không xảy ra ở hiện tại thì suy ra em phải dùng quá, dùng if2. Còn if1 có thể xảy ra nha em, để cô phân biệt giữa cái này với cái này đúng không? Ví dụ như if1 đúng không? Bây giờ cô không, bây giờ là mới 9 giờ đúng không? Cô nói là nếu như mà lát nữa trời mưa thì cô đắp mền cô ngủ luôn, khỏi đi chơi đâu hết. Thì đó em sẽ dùng if mấy ngon? Em cô ấy, F1. Đúng rồi, được chưa? Bởi vì lát nữa mưa hay không thì vẫn chưa biết được, có thể xảy ra mà đúng không? Còn ví dụ như là bây giờ bên cô là đang không mưa đúng không? Cô nói nếu như mà trời mưa thì cô sẽ mang dù. Vậy theo em là đang dùng if2, if1. Em nghĩ là F2. Tại sao? Tại vì như kiểu nó sẽ không không thể xảy ra bởi vì giờ trời đang nắng ấy. Đúng rồi, hiện tại bây giờ là không mưa mà cô nói nếu mưa là nó trái với hiện tại, nó không xảy ra ở hiện tại. Đó là em phải dùng if2, được chưa? Nếu tôi là bạn thì tôi sẽ gặp anh ấy. Vậy tại sao cái này là if2 vậy Hạnh? Tại sao câu này là if2 em? Tại vì tôi không phải là bạn ạ. Đúng rồi. Ở hiện tại và ở đâu vậy? Tôi luôn luôn không thể là bạn được. Và câu này em thuộc luôn cho cô cũng được.
Em không có câu riêng, nếu tôi là bạn thì em chỉ có chia if 2 thôi, không chia được if nào khác hết nha. Rồi, câu điều kiện loại 3. Đọc giúp cô nào, để ý mấy cái cô highlight lên nha. Đọc giúp cô Hạnh. Cô điều kiện loại 3, điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ, mang tính ước muốn trong quá khứ. Về if là quá khứ hoàn thành, had cộng verb 3 hoặc thêm ed. Về chính là chủ ngữ cộng would cộng could cộng have cộng verb 3 hoặc ed. Ví dụ là if we had found him earlier, we could have saved his Dịch luôn cho cô nào. life. Nếu chúng ta tìm thấy anh ấy sớm hơn thì chúng ta đã có thể giữ lấy mạng sống của anh ấy. Ừ, vậy theo em là tóm lại là có tìm thấy anh ấy sớm hơn không? Là không ạ. Không Là tìm không. thấy anh ấy sớm hơn. Không tìm thấy sớm hơn ở hiện tại hay là ở quá khứ? Tức là hiện Ở tại không tìm thấy anh ấy hay là hôm qua đã không tìm thấy anh ấy? trong quá khứ ạ. Đúng rồi, trong quá khứ như em nè, hồi nãy là hiện tại, giống như nãy cô nói là mình không thể là bạn mình được, bây giờ trong quá khứ này cô giới cho là một cái ví dụ khác đi. Cô giả sử là ngày hôm qua là trời mưa đúng không, ngày hôm qua sự thật là trời mưa, nhưng bây giờ là ngày hôm nay này, cô nói là nếu như mà ngày hôm qua trời không mưa thì cô đã đi siêu thị rồi, thì bây giờ lúc này em sẽ chia cho cô if mấy Hạnh? X3 Tại sao? tại vì là hôm qua thì trời mưa, nhưng mà cô nói là nếu mà hôm qua trời không mưa thì cô sẽ đi siêu thị Là nó trái với lại nó không xảy ra ở trong quá quá khứ. khứ, được chưa? Các em phân biệt cho cô nhé em. Thứ nhất phân biệt về nghĩa trước này. If 1 có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, một cái if duy nhất mà có thể xảy ra. If 2 không xảy ra ở hiện tại, tức là trái với hiện tại bây giờ này, bây giờ này. Còn if 3 là sẽ không thể xảy ra ở quá khứ, tức là từ cái lúc 9 giờ 9 phút trở về trước. 9 giờ 9 phút trở về trước là nó trái với quá khứ. Ví dụ ở quá khứ như nãy cô nói đó, trời mưa mà cô ước là trời không mưa thì nó là trái với quá khứ. Về công thức thì em học như sau. If 1 á, hiện tại đơn, V if hiện tại đơn, V9 tương lai đơn. If 2 em thấy là nó song song với lại if 1. If 1 là hiện tại đơn thì đây là quá khứ đơn. Cái này là tương lai đơn thì cái này là tương lai đơn của quá khứ này, tương lai một cái dạng quá khứ em thấy không? If 1 là will, if 2 là would, if 1 là might, made, if 2 là might, if 1 là can, if 2 là could này, nó song song, hai cái if này song song với nhau. Riêng if 3 thì em lùi lại về sau nữa. Hiện tại này, quá khứ đơn này, quá khứ hoàn thành. If 3 quá khứ hoàn thành. Mệnh đề chính là kết hợp luôn. Would, could đúng không? Quá khứ này. Have phải có thứ have nữa nha em, rồi tới verb ed cột 3. Hai cái này cột 3 hết này, thuộc công thức cho cô nha. Thuộc công thức và thuộc cái công dụng cho cô nữa. Riêng cái hiện tại đơn em chú ý cho cô nha, bởi vì he là chủ ngữ số x, nên hiện tại đơn của em phải là doesn't study nha. Đây là hiện tại đơn nè. Rồi, lưu ý trường hợp này, đọc giúp cô nào Tâm. Lưu ý unless comment D bằng if not nếu không, thường dùng unless với điều kiện loại một. Ví dụ if he doesn't help me, I don't finish my I won't finish my homework. Đổi thành là unless he help me, I won't finish my homework. Rồi, vậy theo em đây là if mấy đây? Không nhìn lại bài nha em, thử đoán cho cô xem đây là if mấy. If là một ạ. Đúng rồi, if 1 thì mệnh đề if là thầy gì em? Dạ, thì hiện tại đường. Mệnh đề chính là? Dạ, tương lai đường. Đúng rồi, được chưa? Nhớ cho cô, unless nó bằng với if not lặng như em. If not là nếu không, chỗ này không có not là em không làm được nha. Nếu anh ấy không giúp tôi sẽ không thể hoàn thành bài tập, thì tương tự. Khi em dùng unless này, để khi em dùng unless là bằng if not, thì lúc này chủ ngữ là he này. Động từ lúc này em chia động từ hiện tại đơn cho cô nha. Đó là lý do có từ helps, nó thêm s này, thấy không? Đó, từ help nó thêm s là bởi vì chia theo từ he này, hiện tại đơn này. He là chủ ngữ số x, vì thế động từ số x là động từ thêm s. Và bởi vì nó có chữ not, nó chứa trong, có chứa trong unless rồi, nên đằng sau em không có dùng là not nữa, mà em dùng là hiện tại đơn thôi ha, không không có not. Và em để ý cho cô á, là khi em đã dùng unless rồi thì cái vế if của em này không thể nào dùng not được nhé, nữa nha em. Bởi vì đằng trước có not rồi, làm sao hai cái not trong một cái vế được. Được chưa? Unless đã là not rồi này. Nên vế sau này của em này, cái vế này này.
Không thể nào có thêm not nha, nhớ không thể nào có thêm not được nữa. Rồi, cho các em 1 phút để xem lại công thức rồi mình làm bài 1. Ngân hạnh tâm, quên nhầm, ngân hạnh kham đâu em? Con Không, mình on nhớ đó. không em nhớ. Mà em hay nhớ xong kiểu hay bị out ra cô ạ. Rồi, hạnh đâu em? Mạng em cũng bị yếu ạ. Rồi. Rồi các em xem lại cho cô đi nào, tầm tới 9:14 là cô cho cô làm bài tập nha. Câu if nó cũng dễ em, nó không khó đâu. Mình hụ công thức là được. Nó không có phức tạp lắm. Nhớ cho cô trường hợp please cộng verb không có if 1 nha. Please có thể có hoặc là không á. Cái phần if này các em có thắc mắc gì không? Trước khi mình giải bài tập các em có thắc mắc gì không? Ui, thế trong này mình sẽ học câu điều kiện loại không không ạ? Câu điều kiện loại không hả? Câu điều kiện loại không là câu điều kiện hiển nhiên cũng được, cô nói luôn câu điều kiện loại không cũng được. Câu điều kiện loại không là ví dụ như vế if cộng hiện tại đơn đúng không? Vế chính của em là chủ ngữ cộng hiện tại đơn luôn. Là diễn tả cái điều hiển nhiên luôn, hai vế như nhau là câu điều kiện loại không. Ví dụ như là nếu như mà em đun nước ở 100 độ C thì nó bốc hơi. Đó là điều hiển nhiên. Cái đó em sẽ dùng điều kiện loại không. Được chưa? Có điều kiện loại không. Nhưng mà có điều kiện loại không nó ít có trong số ít lắm. Nó ít có chân lý trong số ít lắm. Đó là lý do họ ít có dùng câu điều kiện loại không hơn. Nhưng mà tóm lại câu điều kiện loại không là vế if hiện tại đơn. Vế chính cũng hiện tại đơn luôn. Diễn tả một sự thật hiển nhiên. Một chân lý thì em sẽ dùng là if không. Rồi mình giải bài tập nha. Ví dụ như câu 1 nè, làm cho cô nào anh. Câu 1 là will have. Tại sao em? Tại vì về đằng trước là hiện tại đơn, còn về đằng If sau mấy? thì mình sẽ chế tạo tương lai đơn thì thuộc lại câu điều kiện lại một. Rồi ok. Câu 2 tâm. Dạ là lúc thì ạ. Look, tại sao em? Ít À, mấy? tại là dạ ít hai ạ. Đúng rồi, được chưa? Nên quá khứ nè, thì cái này cũng quá khứ luôn nè, được chưa? Would với verb không? Hiện tại đơn nè, tương lai đơn nè. Câu 3, Trinh, 4 ngân, 5 hạnh. Câu 3 là hết view ạ. Điều kiện loại 2 ạ. Có cái good have thì về sau nó sẽ là của quá khứ đơn ạ. Khoan từ từ đã có chút, câu 3 em chọn cái gì? Hết view ạ. Hát phép chứ, phép À vâng, cô nhớ là em đọc nhầm. đúng không, cô nhầm phép là cột ba của nó. Ạ, vâng ạ. Rồi rồi sao em chọn, sao mà em chọn cái này? Ít mấy? X2 ạ, về trước có good have thì về sau nó sẽ là quá khứ đơn ạ. Quá khứ đâu mà em đang chia hát phép là verb 3 mất tiêu rồi mà, đúng không? Em đang chia hát là verb 3 mà, là hiện tại hoàn thành, hiện tại quá khứ hoàn thành mà, đúng không? À, em xin lỗi, cái này là good have thì nó sẽ là của loại 3. Would Good have have. mà sao loại 3? Would have thì mới vô cái loại 2 thôi. Have cộng với cái động từ này thêm ed ạ. Đúng rồi, would have punished thì cái này mới là verb 3 được, được chưa? Còn would have, nếu mà tới would have thôi thì nó mới là would cộng verb không thôi mà. Nhưng em thêm cái verb ed cộng 3 nữa thì mới chấp nhận nó là if 3. Vì thế cái này em chia quá khứ hoàn thành. Rồi tiếp tục. À từ file trong này là tiền phạt nha em. Phạt tiền á, để cho cô là tiền phạt chứ không phải là file là khỏe đâu nha. File tức là tiền phạt, giả sử em đổ xe sai quy định đi, hoặc phạt tiền em, fine là phạt á. Tiền phạt. Rồi có 4. Em thưa cô là câu 4 em chọn là điều kiện loại 2. F2. Rồi. Em điền cái gì? Chia là would understand. Đúng rồi, được chưa? Đây là mệnh đề chính. Nhớ phân biệt được cho cô mệnh đề chính, mệnh đề if nha. Mệnh đề if là mệnh đề chữ if, còn lại là mệnh đề chính. Thậm chí đố các em mệnh đề if là mệnh đề chính hay mệnh đề phụ?
Come. Mệnh đề if, chứ if là mệnh đề chính là mệnh đề phụ. Dạ, mình đề phụ ạ. Đúng rồi, được chưa? Mệnh đề chứ if, if em cũng tính là liên từ thôi, mệnh đề phụ. Mệnh đề chính là nó không có liên từ, nó không có gì á. Rồi, câu 5. Câu năm em nhận là Root a river. Tại sao? Arrive. Câu tên về if là quá khứ đơn ạ. Đúng rồi, if là quá khứ đơn thì là if. Mấy em? Im mấy? Đúng rồi. Rồi, từ câu 6 đến câu 25 các em tự làm. Bạn nào xong ghi đinh cho cô. Nhớ nhìn xa xa một chút nha các em, chứ lỡ đâu là if, if 3 lận á. Với lại cô dặn là nhớ là hôm nay là mình về nhà mình sẽ giải actual test nữa nha các em. Các em phải giải rồi hôm sau cô mua rồi bắt đầu đánh dấu câu nào mà không hiểu á thì hôm sau cô giải cho các em, chứ các em không giải đề là giải không được đó nha. Mình không thể nào giải hết 200 câu trong một cái buổi đâu, nên các em bắt buộc phải giải hết cái đề actual test bài tập về nhà đó. Rồi đánh dấu lại rồi cô sẽ sửa. Tâm ơi, em xin làm bài tập trễ đúng không Tâm? Dạ. Rồi, ok. One done. Trình, Tâm, ba bạn.
Hạnh tâm, hạnh bốn. Rồi, ok, cô đọc đáp án cho lớp mình check nha. Rồi câu gì thắc mắc thì đánh dấu lại hỏi cô. Number 6. Would have had verb ba, if ba nhớ em. Would have had. Number 7. Swim. Hiện tại đơn. Swim giữ nguyên. Number 8. Press. Giữ nguyên. Number 9. Had asked. Quá khứ hoàn thành. If ba. Number 10. Would call. If hai. 11. Repair. Verb không á. 12. Would have helped. If ba. Mệnh đề chính á. 13. Wouldn't do. If hai. 14. Found. Found. Quá khứ đơn của từ find. 15. Used. Thêm ed vào nha. 16. Would have forgot. Từ forgot em có thể dùng là forgot hoặc là forgotten đều được nha. If 3. 17. Would understand. If 2. 18. Closed. Verb 2. Verb ed á. Quá khứ đơn á. 19. Would get. If 2. 20. Took. Đây là verb 2 của từ take name. Quá khứ đơn. 21. Wait. Verb không. 22. Spoke. Quá khứ từ speak. 23. Buy. Verb không. Number 24. Were. Were số nhiều nha. 25. Would have gone. If ba. Có câu nào thắc mắc không? Hoặc là có cái đáp án nào bị sai không em? Các bạn làm đúng hết không? Oan, đúng không em? Ui, câu 15 là had used, đúng không ạ? Câu điều kiện lại 3. Ừ, đúng rồi, nghĩa là câu đó bị sai đáp án đó. Had used. Had used nha em. If 3. Còn câu nữa không? Giờ lúc mà đúng hết hả? Chỗ này là đáp án dài mới đúng nha em. Bị sai á. Đáp án bị sai á. Tâm, ngân, hạnh, chinh, vậy đúng hết không em? Rồi ok. Thắc mắc câu gì hỏi cô nha. Hạnh, ngân, chinh đâu em? Ổn không? Em hỏi câu 7 ạ. Câu 7, rồi ok. Câu 7 em chọn cái gì? Câu 7 ngân trả lời luôn cho cô đi ngân. Theo em là if mấy? Ý là lúc đầu em làm là if mấy? Lúc đầu em làm là những bạn khác có thắc mắc gì cứ chat vào cho cô nha, cô sửa xong rồi cô qua các câu của các em. Lúc đầu em làm if một, lúc đầu em làm if một. If một em làm sao? Kiểu như em ghi thêm s vào, swim thêm s. Swim thêm s. Vâng. Rồi theo em swim là số nhiều, nếu mà swim là động từ em thêm là động từ thêm s, là theo em là động từ này là động từ số nhiều hay số ít? Swim thêm s là động từ số nhiều. Rồi. À, là động từ số ít ạ. Động từ số ít. Mà you thì em luôn luôn chia động từ số nhiều. You em luôn luôn chia động từ số nhiều. Được chưa? Nên thành ra cái này là phải là giữ nguyên. Bình thường đó là em vẫn thấy này. Ví dụ như là you em hay dùng là ví dụ là số nhiều này. You are. Em thấy không? You cũng đi với are này. You have cũng giữ nguyên này. You were này. Thấy số nhiều không không? Đó. You đi với số nhiều. Được chưa? Động từ thì giữ nguyên. Nhớ trường hợp này cho cô nha. Nhớ động từ không thêm s là động từ số nhiều. Em cứ nhớ cho cô giống như they go to school. Đó, em nhớ câu này đi. They go to school. They là chủ ngữ số nhiều. Đó, nên là từ go của em là động từ số nhiều. Đó, go là động từ số nhiều. Thì em sẽ suy ra những từ khác. Em suy ra à đây chủ ngữ số nhiều tương ứng giống từ they. Vì thế động từ của em là động từ không thêm s. Tương tự he goes to school. Đó, thì khi mà em thấy cái động từ họ cho em là the cat không có s, lại thấy a nó là số ít thì em phải ráp với số ít là đi với động từ số ít này,
x đi với x nè. Được chưa? Rồi next nhá em. Đảo ngữ câu điều kiện nè. Đảo ngữ tức là đảo chủ ngữ đấy em. Ví dụ thay vì bình thường là chủ ngữ động từ, bây giờ động từ trước chủ ngữ sau, đó gọi là đảo ngữ. Đọc giúp cô nào anh. Thưa cô, đảo ngữ câu điều kiện quy tắc chỉ đảo ngữ mệnh đề if, close, clause mệnh đề kia giữ nguyên. Loại 1, đảo ngữ là if chủ ngữ cộng verb s hoặc s, đảo ngữ thành should cộng chủ ngữ cộng verb nguyên, ví dụ như là if he comes I'll go fishing, đảo ngữ thành should he come I'll go fishing, chủ ngữ là he nhưng động từ come trong đảo ngữ vẫn chia nguyên thể. Rồi, loại 2. Rồi, rồi đó được rồi anh, để cô giải thích cái này chút. Em lấy cho cô là mệnh đề chính em luôn dùng giữ nguyên nha. Mệnh đề chính nó rồi, cái trường hợp nào em có giữ nguyên em có đụng gì tới nó, mệnh đề phụ em mới đụng tới nó. Thì if là mệnh đề phụ. Thì bây giờ hiện tại đơn của em là động từ sẽ thêm s hoặc es. Thì nhớ cho cô đảo ngữ của cái mệnh của if loại 1 thì em phải mượn từ should. Mà khi em đã mượn từ should thì cái động từ đằng sau của em luôn luôn là verb không, dù cho chủ ngữ của em là số nhiều hay số ít thì động từ của em vẫn là verb không, bởi vì em đã mượn từ should rồi. Được chưa? Rồi, em nhìn này, nếu mà em dùng if đúng không? Thì từ comes của em nó phải thêm s. Ngân trả lời cho cô từ come là động từ số nhiều hay động từ số ít em? Như cô là động từ số nhiều. Lộn nữa, đây là động từ. Động từ số ít. Rồi, động từ số ít. Vậy ôn lại cho cô nữa nha, cái đó quan trọng lắm, cái gốc của em. Comes là thêm s, nó là động từ số ít. Bởi vì từ he này, he chủ ngữ số ít thì suy ra từ comes em phải thêm s. Nhưng bởi vì em mượn từ should, thì thiếu chữ l, từ should làm đảo ngữ thì lúc này em bỏ if đi, đảo ngữ là em nghe em đảo ngữ là bỏ if, em mượn should thì đằng sau của em phải là verb không, dù là chủ ngữ của em là he hay là come gì hay là you gì cũng là verb không hết. Vậy bây giờ cô đố các em một câu. Anyone love me, mệnh đề chính đằng sau cô không cần điền nha. Vậy theo em chỗ này em sẽ điền if hay điền should? Và tại sao? Các em chat vào cho cô nào. Mệnh đề chính là dấu ba chấm đằng sau nha em. Cô ghi bây giờ chỗ này này, chỗ ba chấm đằng trước, một là should hai là if, các em điền cho cô. Chat vào cho cô nha. Cái chỗ dấu ba chấm mà cô đang highlight lên đó, thì theo em chỗ đó dùng if hay là dùng should? Các em cứ chọn đi nha. Cứ chọn theo suy nghĩ của mình, rồi lát lát cô sẽ nhờ các bạn giải thích cho, không sao hết. Sai không sao, nhớ em, mạnh dạn. Tất cả đều chọn này rồi, cô muốn hạnh giải thích cho cô sao em lại chọn từ 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 should em mà không chọn từ if. Em nghĩ là tại sao, đừng có nói là bởi vì học should nên bây giờ chọn should nha. Em thấy là cái love ở kia nó nguyên thể. Nó nguyên thể. Vậy thế em chọn suốt. Vậy nếu như mà em dùng if thì sao? Dùng if thì được không? Nếu dùng if thì love sẽ thêm s à? Tại sao love phải thêm s? Tại vì cái anyone kia là số nhiều. Rồi lộn thì nữa rồi. Anyone mà là số nhiều thì động từ phải giữ nguyên cho em. Động từ số nhiều và động từ không thêm s mà. Giải thích sắp được rồi. Oan, sao chọn suốt em? Tại vì nếu như mà if thì là phải if anyone loves me.
And you Tại got sao lại time. dùng như vậy? Ever là thuộc làm gì nhỉ? Đại Đại từ từ là bất số định. 1, đại từ bất định thì luôn chia số ít. Đúng rồi, được chưa? Nếu mà em dùng if thì anyone em phải thêm s vào ở chữ loves, bởi vì anyone, anything, anybody, something vân vân thì đó là đại từ bất định. Mà đại từ bất định thì em luôn luôn chia cái động từ số x, được chưa? Đại từ bất định em tính nó là chủ ngữ số x, mà chủ ngữ số x thì đằng sau động từ phải thêm s, được chưa? Còn bây giờ động từ bất không thì chỉ có từ should thôi. Vậy bây giờ nếu cô cho chỗ này là chữ chấm chấm chấm, you love, vậy theo em sẽ dùng từ gì? You love me. Ngon, em dùng gì ngon? Should you love me hay là if you love me? À, em thưa cô, nếu như mà câu này thì if Tại sao dùng if? bởi vì em nghĩ là kiểu diêu thì đi với lại số nhiều ấy, đi với động từ số nhiều. Diêu đi với động từ số nhiều, vì thế em dùng if. Vâng, ở đây thì em thấy kiểu là nó không có s, thì kiểu đi với động từ số nhiều thì ở đây lớp nên là động từ số nhiều. Ừ, đúng rồi, động từ số nhiều, vậy em dùng if. Vậy dùng should được không? Should you love me Cũng được không? em nghĩ là cũng được bởi vì nó cũng là vốc không ấy. Đúng rồi, cái này thì dùng should được luôn, thấy không? Được chưa? Chủ ngữ số nhiều em dùng should hay là if đều được hết. Nhưng chủ ngữ số ít thì phải cẩn thận. Chủ ngữ số ít á, thì nếu mà verb không thì phải là trước là should. Nhưng chủ ngữ số ít mà đằng sau thêm s thì phải là if. Được chưa? Rồi, Ngân có thấy hiểu chỗ này đó. Rồi, những mà khác ổn các em? Những mà khác ổn không? Ok. Rồi, nhớ nha, if mẫu mượn should cho cô. Và nhớ should động từ khiếm khuyết nên đằng sau verb không. Rồi, đọc cho cô if 2 nào. Đọc giúp cô nào. Trinh, đọc cho cô Trinh. Trinh, về em xem lại cho cô khúc if 1 đó nha, nha Trinh, bởi vì khúc if 1 cô mới cho cái bài cái ví dụ rất là hay á. Ủa, nó mất tiêu rồi. Rồi, Tâm, đọc cho cô if 2 đi Tâm. If cộng chủ ngữ cộng động từ thêm ed tạo ngữ của cộng chủ ngữ cộng to verb. If we came, everything would happen. Đổi là were we to come, everything wouldn't happen. If I were you, I would not behave like that. Đổi là were I you, I would not behave like that. Rồi, Trinh ơi, em nghe bên cô rõ không Trinh? Rồi, sẵn nhắc lại cho em luôn cái này nè. Từ should đó, if một em muốn từ should đằng sau là verb không. Nếu mà chủ ngữ của em là chủ ngữ số x, giống như là anyone này, mà đằng sau là verb không nha, thì chắc chắn em phải điền đằng trước là từ should. Bởi vì nếu như mà anyone là số x, thì từ love của em phải thêm s. Mà nếu mà nó thêm s, thì chỗ này em phải dùng if. Được chưa? Chứ nếu như mà đằng sau love thêm s thì em không thể nào dùng should được, bởi vì should phải đi với verb không. Còn nếu như mà verb không, love verb không thì bắt buộc phải dùng từ should, bởi vì nếu không có từ should thì anyone đằng sau phải là verb love thêm s. Và đối với chủ ngữ số nhiều, ví dụ như chủ ngữ you, chủ ngữ they hoặc là hai người trở lên thì đằng sau của em là động từ if một đó nha, động từ luôn là verb không rồi, bởi vì verb không là verb số nhiều mà, thì đằng trước em có thể dùng should hoặc dùng if đều được. Bởi vì nếu em dùng if you thì đằng sau là verb số nhiều, nó chia cho từ you. Còn nếu em dùng should you thì đằng sau là verb không, bởi vì từ should em dùng verb không. Nên trường hợp chủ ngữ số nhiều thì em dùng should hoặc if đều được. Nhưng chủ ngữ số ít thì em phải xem đằng sau là verb không thì đằng trước là should, đằng sau là verb thêm s, es thì là em phải dùng if. Trinh, em hiểu cái này không Trinh? Rồi, cô nghe nhỏ nhỏ, cô cũng nghe vậy luôn á Trinh, hiểu không? Hiểu không em? Rồi. Rồi bây giờ các câu điều kiện loại 2. Điều kiện loại 2 thì mượn cho cô chữ were nha. Loại 1 mượn chữ should, loại 2 mượn chữ were. Cô ví dụ, đối với những cái câu dễ là những cái câu nó cho em sẵn chữ were rồi. Những cái câu mà nó cho em sẵn chữ were thì em chỉ việc bỏ chữ if,
Em đưa were ra trước, đằng sau viết y lại. Were ra trước, tới chủ ngữ I, xong tới you là xong. Tóm lại, nếu cái nào nó có were sẵn đó em, thì em chỉ việc lôi ra trước thôi. Là xong, em không mượn gì hết. Nhưng mà đối với trường hợp là nó không có chữ were, như em nhìn này, if you can, nó không có were, buộc em phải mượn were. Mà khi em mượn, thì đằng sau chủ ngữ sẽ là to verb không nha. Nhớ, khi mà cái if của em không có were, em đi mượn were, thì tới were xong chủ ngữ xong to rồi mới tới verb không. Nhớ trường hợp đó nha em, mệnh đề chính giữ nguyên. Nhớ trường hợp này. Rồi if 3. Tâm à Tâm rồi, Ngân đọc cho cô if 3 nào Ngân. Thưa cô là if cộng chủ ngữ cộng has cộng verb của 3 hoặc là verb ed, đảo ngữ là has cộng chủ ngữ cộng verb của 3 hoặc là verb ed. If my parents has encouraged me, I wouldn't pass my exam. Đảo ngữ là have my parents not encouraged me, I would not have passed my exam. Rồi, thanks. Cái câu này em để cho cô nó có chữ half ở đây nên mà nó bị thiếu á. Passed ED đó, nó bị thiếu đó em. Rồi gõ spelling bị thiếu á. Em để cho cô cứ đảo ngữ thì em bỏ if đi. Nè, mà if 3 thì quá khứ hoàn thành. Quá khứ hoàn thành thì em đảo từ H lên thôi. Nè, nó có sẵn thì em chỉ việc đảo thôi em. Ví dụ chữ H này có sẵn này, em đưa H ra trước chủ ngữ. Rồi xong tới lượt là my parents là chủ ngữ của em nè. Đằng sau chữ not này nha. Chữ not em vẫn để đằng sau nha, chứ đừng có lôi luôn đằng trước ra trước. Chữ not vẫn ở vị trí này thì đưa not về dưới đây. Đằng sau viết y xì lại. Tóm lại, cái gì mà nó có sẵn trong câu á, ví dụ như từ were hay từ had, nó có sẵn thì em chỉ việc lôi ra trước thôi, vế sau giữ nguyên lại, lôi ra đằng phía sau giữ nguyên lại. Còn cái nào không có thì phải mượn. Ví dụ như từ câu 1 if nè, không có thì em phải mượn từ suốt, mà khi em mượn thì đằng sau phải verb không. If 2, nếu không có chữ were mà khi em đã mượn chữ were thì đằng sau chủ ngữ phải là to verb không. Giống như là em mượn thì em phải trả một cái gì đó, em phải có một sự thay đổi gì đó, kiểu như vậy á. Rồi, vậy cho lớp mình một phút để xem lại cái này cho cô. If 1, mượn suốt, đằng sau verb không. If 2, mượn were, đằng sau to verb. If 3, chỉ việc đưa H ra trước thôi. Ôn lại đi nha em, trước khi làm bài tập. Rồi, mình còn có phần 2 nữa là mình xong á. Nhớ cái nào có sẵn rồi chỉ việc lôi ra thôi nha em. Mệnh đề chính là không đá động như tôi nói á. Rồi, mình làm bài tập nha. Những cái bài tập còn lại các em tự làm nha. Bài 1 của đảo ngữ. Rồi, làm thử cho cô câu 1 nào. Câu 1. 1, 2, Trinh, 3, Hạnh, 4, Tâm, 5, Ngân. Em phải xem trước cho cô đó là if gì đó em. If mấy? If loại 1 à? Thì mình rồi. Sẽ điền là should my boss call. Cô không thêm hết. Đúng rồi, được chưa? Đúng rồi đấy em, được chưa? If bảo ngữ thì chỉ việc bỏ if đi, đưa should ra trước. Này, chủ ngữ should, này đằng sau em thêm s. Vậy khi em dùng should, đằng sau là verb không. Nhớ trường hợp đó, thường họ hay dùng cái phần 7 của em đó, thay vì nó là nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi gì thì là should you have any question. Kể cả sau này em đi làm, em làm vào trong email cũng vậy. Please do not hesitate to contact me. Đó, nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng đừng do dự khi mình liên lạc với tôi. Đó, thường hỏi những câu này khi em viết email cũng vậy á, cái câu chốt của em á. Should là if á, dùng từ should nó hay hơn từ if. Câu 2. If mấy em? Câu 2 là loại 2 ạ. Ừ. Là where I live near the center. Là như vậy hả? Dạ. Có sửa gì không?
Where I live. Đúng không anh? Oh, tulip. Đúng rồi, to live cho em. Bởi vì trong này là nó không có chữ were sẵn, anh thấy không? Nó không có chữ were sẵn. Mà khi em đã mượn thì em phải thêm chữ to vào. Đây, nè, chữ were em này giống như if we can đúng không? Trong này không có chữ were. Khi em mượn chữ were thì đằng sau chủ ngữ em phải đưa về to verb không. To verb không này. Còn ví dụ như câu này nó có chữ were sẵn á thì em chỉ việc lôi ra trước thôi, em không cần phải đá động gì nữa hết. Nhưng mà cái này là do nó không có chữ were sẵn mà vì thế em phải mượn to live chỗ này. Trinh em hiểu chỗ này không Trinh? Dạ rồi ạ, em hiểu. Rồi, cô ba. Hạnh đúng không em? Em thử em có bốn. Hình như em cô ba chứ, xong tới tâm, xong tới con mà. Câu ba là loại ba Ừ. là hát hát I thought of the right Đúng rồi, được chưa? If 3 là dễ lắm, em chỉ việc đưa H ra trước thôi. Bỏ if đi, đưa H ra trước, đằng sau viết y xì lại thôi. Rồi, câu 4. words. Dạ là trước đây vẫn out ticket đó. If mấy em? Dạ, tiếp một ạ. If 1 diễn tả hành động như thế nào? Diễn tả hành động không có thực. Có thể xảy ra ở hiện tại. Hoặc tương lai, được chưa? If 1 là có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. Rồi, if 2 thì sao Tâm? Sẵn nhắc lại luôn. F2 là không thể xảy ra ở hiện tại. Đúng rồi, if 3. Nó là không thể xảy ra ở quá khứ. Đúng rồi. Rồi, đọc lại chút cô nào. Dạ là should they run out of Đúng rồi, được chưa? Vế sau tự ghi ra nha em. Câu 5. em thưa cô là cô năm là ít ba. Rồi. You now No, chữ K âm cầm. mà đấy, chấm 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 ạ. Đúng rồi, được chưa? If 3 chỉ việc đưa H ra trước thôi. Câu 6, quanh lại đi em. Quanh lại những cái bảng bắt hồi nãy á. Quanh đúng không? Quanh lại từ đầu. Sáu, had you seen the bird dancing? Rồi, if mấy em? Ít ba. Đúng rồi. Xin chấm chấm nha em. Xin chấm chấm các em tự ghi ra. Tiếp tục. Câu 7 là if 3 has she gone abroad? Thanks. Tiếp tục. Có tám là if 2 à, Ừ. was I to know, no, were I Đúng rồi, were I to know chứ, được chưa? Verb không. Nhớ đưa verb không như were I to know. No nhớ em, nhớ là new nữ thanh. No giống như trên này này. Lift sửa thành leave. Đó, nhớ nha, verb không. Rồi, next. Cái này họ cho em suốt để em đưa về ít cho cô nào. Tâm. Tức là em Tâm. Có chính là if my girlfriend calls. Khôn như thế nào em? Giữ nguyên hay sao? Em ạ. Đúng rồi, được chưa? Lúc này em đưa về if thì em phải làm ngược lại. Should ở trên là verb không, bất luận chủ ngữ là gì. Nhưng if thì em phải chia hiện tại đơn. Girlfriend là chủ ngữ số nhiều hay chủ ngữ số ít đây ngon? Nhiều hay ít đây? Mấy người? Thưa cô là em nghĩ là một người Là ít hay nhiều? Đúng rồi, đó là lý do động từ em phải thêm s là động từ số ít. Em nhìn thấy không? Danh từ không thêm s, động từ có s này. Thấy không? Ở hiện tại đâu nói vậy á. Câu 10. Ngon luôn đúng đúng không? không? Em thưa cô câu 10 là if she chance thêm s. Đúng rồi. Rồi, tới đây đúng rồi đó em. Nhớ nha, if đây chữ if nha em. She change, should là verb không, nhưng khi mà em đổi về bởi vì she là chủ ngữ số ít.
đưa về Changes. Câu 11. Quay lại à cô? Đúng rồi. Con nào? You had no known none my mom. Lại lại em, ít mấy? Ít ba. Ừ, sao? You had no my Vậy hả? Chắc chưa anh? mom. If Rồi, phải có chữ if nữa. mình. Rồi, if 3 đúng rồi đó em, câu 12. 12 là if 2 ạ. If I were your father. Đúng rồi, được chưa? Nếu mà họ cho em chữ were sẵn này nữa không? Chữ were sẵn đằng sau không có chữ to này nữa không? Đằng sau không hề có to với không, chứng tỏ là em chỉ việc lấy ra rồi em lắp vô lại thôi, em lắp vô lại vậy thôi. Còn khi nào mà nó có chữ to đó em, chứng tỏ là cái câu if của em không hề có chữ were, nên chỗ này nó mới có to với không. Thì lúc đó em đưa về câu if dưới này. À, dưới này nó có câu 15 này, mình thử này nha. Rồi câu 13. Câu 13 là If you had took me. Rồi, câu 14. Là if she Rồi, được chưa? Câu 15. Câu 15 đó cô, câu hồi nãy cô muốn nói đây. time. Cô là cô 15 là if ít mấy em? If hai. Đúng rồi. Thêm if she như thế nào đây? If hai thì chủ ngữ cộng gì? If chủ Đúng. Yêu cầu chủ ngữ cộng vô hi đi. hoặc là cột mấy? Cột hai. Rồi, vậy bây giờ em phải còn verb ed cột hai. Theo em đưa cái gì về verb ed cột hai đây? Đưa cái to canal. À to nào. Thì đưa về như thế nào? Em nghĩ là chữ nào thêm chữ nào về đằng sau. No, vậy đó hả? If she know nè, vậy hả? Ý em là như vậy đúng không? Vâng. Rồi, đây là verb mấy đây em? Em nghĩ là bốc cột Rồi, chỗ này là em đâu có cột 2 đúng, nhưng mà với cột 2 của từ này thì sẽ là new, chứ không phải là no. Được chưa? Cô nhớ hồi nãy gặp rồi mà phải không ta? Cô nhớ hồi nãy gặp ở đâu ý? Hay là cô nhầm? Hình như gặp ở bài tập ở phía trên hay sao á. Thì lúc này cột 2 của em là chữ new nha em. No, new, known. Cái cột có no nãy của em thêm nở. Known, nó chính là verb 3 đó em. Được chưa? Thì trong này là em dùng new. Nè, em để cho cô để thấy không? Ví dụ câu của em trong này nó không có were, thì lúc này cái câu đảo ngữ của em sẽ là were to, verb không. Khi em thấy đảo ngữ là were to, verb không, chứng tỏ cái câu của em không thể nào có were được. Thấy không? Thấy không? Thì lúc này cái chủ động từ chính của em là từ no, em đưa về new là xong. Nè, cái vết trước em bỏ đi, đó, không không quan tâm. Em chỉ đưa if she rồi chữ no đưa về chữ new là xong. Cái câu 15 các em hiểu không? Để có cho thêm một ví dụ nữa đi. Ví dụ là were I to love me. Rồi, đổi cho cô nào Tâm, đổi cho cô này nào Tâm. Dạ là rồi if I À quên, yêu gì đi, hướng chứ yêu đi. Cho nó hay. Chứ lớp em làm như thế nào, lớp giữ nguyên hả? ai à không lớp phim đi ạ. Đúng rồi, được chưa? Em thấy giống câu trên luôn chưa? Thì bây giờ em đưa về if ai, cái chủ ngữ của em là ai? If ai rồi bỏ ra đi, không quan tâm. Love này, tức là sau chữ to là động từ chính của em này. Thì sau chữ to này, chữ love em đưa về loved. Đó là xong. If hai là như thế này. Ổn hết không các em? Ổn không? Ổn không? Rồi, ok. Rồi. Giả định với cấu trúc that với lại should. Cái này hôm trước mình học có cái mà request recommend, các em nhớ không? Insist, cái bài mà hôm trước các em học em kêu ủa sao cái này mà là verb không á, thì hôm nay mình sẽ học cái này dạng giả định. Câu này ít có trong đề thi, ít có hơn nhưng mà cũng hên xui lắm em. Rồi đọc giúp cô nào Trinh. Cấu trúc này có hai dạng, dạng một To lên em ơi. ủa em đọc to lắm đấy.
Cấu trúc này gồm hai dạng, dạng một giả định với động từ, chủ ngữ cộng verb cộng tác cộng với mệnh đề. Dạng hai là giả định với tính từ, it tính từ that cộng với mệnh đề, động từ ở mệnh đề sau that. Trong cấu trúc này luôn ở dạng nguyên thể không chia. Ngầm hiểu, trong mệnh đề phía sau có từ suốt nhưng bị lược bỏ đi. Câu đầy đủ là với dạng một là với động từ chủ ngữ cộng tác cộng tác cộng với mệnh đề, chủ ngữ cộng suốt cộng tác nguyên thể. Hai là với tính từ SE tính từ tác mệnh đề chủ ngữ cộng suốt cộng tác nguyên thể. Rồi, thanks. Em nhớ cái hôm bữa cô nói các em đây không, ask, recommend rồi các thứ that verb không á, thì em đưa về cho cô giống như vậy đi. Chủ ngữ cộng verb, nhưng mà verb này nè, ví dụ như động từ của này, động từ này nha, ask, request, cô đưa về công thức cho em luôn, khỏi chia bảng cho nó lâu. Require, demand, insist, insist hôm bữa mình gặp rồi á, recommend. Các em có thể ghi như cô này cho nó lẹ. Recommend cô thiếu một chữ M rồi. Suggest, suggest. Rồi, tiếp tục. That, tiếp tục. Chủ ngữ cộng, thiệt ra là từ suốt này em, trong này là từ suốt á, nhưng mà họ lược đi, có thể có hoặc không, cộng verb không cho cô nha. Dù là cái chủ ngữ em là cái gì, đằng sau vẫn là verb không, bởi vì thiệt ra nó có chữ suốt đây nè mà họ lược. Em có thể đưa, em có thể đưa về như cô luôn cho nhanh. Đưa về, thay vì em học cái bảng này đúng không, em đưa về công thức như cô. Đây là những từ, ghi công thức này vào nha. Đây là những từ hay gặp nè. Từ request là một nè. Request, require, insist, recommend với lại suggest. Đây là những từ hay gặp. Đằng sau nhớ cho cô chủ ngữ verb không, suốt có thể có hoặc không nha. Với tính từ, tính từ dài quá cô khỏi ghi. Trước hết ghi cho cô động từ đi. Tính từ các em học thuộc đi. Tính từ dài quá ghi trên này nó có đủ đâu. Tóm lại là những cái động từ này nè. Đó, những cái động từ là cô liệt kê từ trong cái bảng này ra không nè. Thấy không? Đây. Thì đằng sau của em là that, chủ ngữ cộng verb không cho cô nha. Cái này gặp rồi á, nhưng mà về nghĩa thì cái này nghĩa là yêu cầu, đòi hỏi rằng, khăng khăng đòi rằng, gợi ý rằng. Về tính từ đi với to be nè em. Tính từ thì đi với to be, mà nhớ cho cô thường là is nha em, is, nhớ là is nha, chứ không được là quá khứ. Quá khứ là nó khác rồi. Cái này phải là is nha. It is. Thuộc luôn. It is. It nha, phải là chủ ngữ it nữa nha. It is important, essential, vital, necessary, imperative, advisable, mandatory. Đó, những cái này thì đằng sau của em sẽ là chủ ngữ cộng verb không, suốt có thể có hoặc không. Dù chủ ngữ của em là he, she đi nữa thì đằng sau vẫn là verb không. Đó gọi là giả định đây em. Ôi, giả định. Các động từ ở đây nó chia dạng quá khứ cũng không ảnh hưởng gì đến cái đằng sau đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng rồi, mấy cái này chia động từ quá khứ không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà is này phải là hiện tại như em, quá khứ cô chưa gặp bao giờ. Không, cô nghĩ phải không? Đúng rồi, chia thì cũng sao, không sao. Đúng rồi, chia thì cũng sao. Đối với những cái động từ này em chia thì cũng sao. Nhưng mà to be thì phải là is, giữ is cho cô, bởi vì to be nó đi với tính từ. Nên là em phải giữ is cho cô. Còn mấy cái động từ ở trên vẫn không sao nha. Những cái từ mà hay có là cô highlight cho các em này. Request, require, hôm trước cũng gặp nè. Insist, recommend, lại suggest. Nhớ cho cô quan trọng đằng sau chủ ngữ cộng verb không nha. Cực kỳ quan trọng á. Nghĩa thì em học dưới này nha em. Những từ này bắt buộc phải thuộc. Rồi, làm thử cho cô bài này nào. Câu 1. Sao họ làm hết rồi? Câu 1, em phân tích tình huống của em đi anh. Câu 1, câu thứ nhất thì đáp án là câu C. Vì động từ đằng trước là có asked, là ngược thuộc một trong những động từ trong cái bảng này. Thuộc phần giả định và cấu trúc giác sút. Thì ở đây, nếu như mà... Sao nhỉ? Nếu đầy đủ hơn thì sao em? Nếu đầy đủ luôn đầy là... Đầy đủ là he should find. Đúng rồi, đầy đủ là he should find. Mà bởi vì cái chữ should này họ lược đây, nên em còn chữ find. Được chưa? Đáp án của mình là câu C. Câu 2.
Ngon, câu 3 tâm, câu 4. Ủa không có. Nhớ cái này phải học thuộc có những cái động từ đó nha em. Câu 2 bạn nào? Ngon hả? Em thưa cô là câu 2 đáp án A. Tại sao? Câu 2 có cái từ essential ấy, Đúng thì rồi, nó it là is tính essential. từ ấy. Nếu mà đầy đủ thì that she như thế nào em? Em thưa cô là nếu mà đầy đủ thì là that she should. Follow, low, được chưa? Mà chữ suốt họ họ lược đi nên thành ra em còn là follow, chứ đừng có thấy she là đằng sau thêm s không phải nha em. Phải nhìn đằng trước nữa, nhìn đằng trước những cái này là nó thuộc trường hợp đặc biệt của mình á. Câu 3. Nhà có ba lan à, có chữ là phải tô nữa cho nên ở sau là chỉ động từ nguyên thể là loại cũng sẽ để Ừ. có từ complete thêm ở thêm mẹ đi cho nên em chọn câu B ạ. Câu B. Đúng rồi, verb không, be là verb không đó em. Chữ is này là em đã chia rồi. Nhớ nha, is hay là has hay là was là em đã chia mất tiêu rồi. Chỉ có verb không là be thôi nha. Be là verb không của nó luôn á. Không đụng chạm gì hết là be là verb không á. Mặc dù có từ process của em là chủ ngữ số x nè, không thêm s là chủ ngữ số x, nhưng bởi vì lẽ ra phải là the process should be, mà chữ should họ bỏ nên mình còn chữ be thôi. Được chưa? Cái phần này có bạn nào thắc mắc gì không các em? Vậy nhớ nha em, những cái động thuộc những động từ này cho cô và thuộc những cái tính từ này cho cô, đằng sau là chủ ngữ cộng verb không. Làm bài tập cho cô nào. Rồi làm cho cô bài 1 đi. Bài 1. Ngân 2 tâm 3 oan 4 chinh 5 hạnh. Em thưa cô là Câu 1 em có thấy cái từ nào không? dạ Câu 1 em có thấy cái có từ từ request. không? Đúng rồi, requested that. Mặc dù nó chia hiện tại hoàn thành cũng kệ nó. Thì bây giờ em sẽ chọn cái gì? Cô đợi em một tí. Rồi, sau that chủ ngữ của em đâu? Sau that chủ ngữ của em đâu? Sau đó chủ ngữ là some lose. Xâm lưu sao hả? Some lose cái từ đằng sau đó, em cũng đọc. Nếu mà từ some loose words thì động từ của em đâu? Động từ của Em em tiền là ạ. in hả? Em nghĩ là overhead. Động từ là overhead. Overhead nó đúng sau chữ the, sao nó là động từ được? Đúng không? Sau chữ the sao là động từ được? Thế là nó sẽ là từ vô. Rồi, em chọn trước cho cô đã A, B, C, D. Em thấy requested rồi. Nghĩ là ý ý B B. Chỗ này em chia O. Tại sao chia O? tất nhiên là nó cộng, tại vì nó cộng với lại vô không. O là không phải verb không em. I'm, is, are, was, were, be, vân vân, không phải là verb không. Hồi nãy mới học xong verb không của em là gì? Verb không của em phải là từ be. Chỉ có be mới là verb không. I'm, is, are hay là was hay là were hay là been đều là verb đã được chia rồi. Vậy câu này em phải chọn cái gì? Đáp án A. Đúng rồi, được chưa? Nhớ cho cô nha. Be là verb không, chỉ có be. Cái động từ to be là be mới là verb không thôi. Còn lại I'm, is, are là đã chia. Vậy nếu mà đầy đủ thì sao? Đầy đủ thì sao? Should be Đúng rồi, đầy đủ là should be. Vậy chủ ngữ đâu? chủ ngữ là từ some lose.
Some lose là chủ ngữ. Động từ đâu? Em nghĩ là từ đằng sau ấy. Đằng sau động từ đấy hả? Không, là cái từ đằng sau chủ ngữ. Overhead hả? Là từ... Động từ của em. À không, động từ là từ be ạ. Động từ phải là should be tightened. Đây là động từ, vậy chủ ngữ em đâu? Chủ ngữ là... Chủ ngữ, chủ ngữ là overhead in. Chủ ngữ của em phải là nguyên cái vế này luôn. Nguyên cái cục này luôn. Làm chủ ngữ nè. Đó. Động từ của em sẽ là should be tightened. Đó, được chưa? Rồi câu 2. Nhớ trường hợp là nhầm đi chính là bước không? Câu 2 có từ là active cho nên ở sau là bước không là câu C ạ. Câu C. Rồi, ok. Chủ ngữ đâu em? Chủ ngữ của cô đằng sau. Nhà the board of director ạ. Đúng rồi, chủ ngữ the board of director. Vậy theo em chủ ngữ là chủ ngữ số nhiều hay chủ ngữ số ít? Dạ, số ít ạ. Tại sao? Dạ, chia theo tôi bố. Đúng rồi, chia theo the board, danh từ 1, giới từ, danh từ 2. Nên này là số ít nha. Sẵn cô hỏi luôn vì ngữ pháp thôi chứ cái này không liên quan, bởi vì số ít hay số nhiều em điền dù gốc không hết. Rồi cô 3. Cô 3 các bạn, xe. Xe be first round. Vì câu đầy đủ là should be first round thì động từ be là chia dạng nguyên. Tại sao em chia với chia be chạy chia ở dạng nguyên? Có dấu hiệu gì? Bị động. Nhưng mà có dấu hiệu gì để em chia nguyên mẫu? Dấu hiệu asked. Đúng rồi, asked that. Được chưa? Nên đằng sau là nguyên mẫu đầy đủ giống như bạn nói. Chủ ngữ đâu em? Chủ ngữ là the company outing. Đúng rồi, được chưa? Nguyên là chủ ngữ nè. Thì cái này của em sẽ là động từ nè. Rồi, câu 4. Câu 4 của ai nhỉ? Hạnh hay là Trinh? Câu 4 của Hạnh hay Trinh? Em câu 5 ạ. Vậy là Trinh câu 4. Trinh có đâu không em? Ủa, Trinh out rồi hả? Vậy thôi Hạnh câu 4 đi Hạnh. Là câu 4. 4 chọn gì? Em chọn recommend idea. Đúng rồi, tại sao em chọn này? Cả lớp chú ý nha. Sao em chọn đi? Depend nghĩa là gì? Depend nghĩa là phụ thuộc. Rồi adapt. Đó là thích ứng. Đúng rồi, thích nghi, thích ứng. Specialize. Rồi là đặc biệt. Nó động từ nó sẽ nghe, nó sẽ là chuyên về. Specialize in, chuyên về. Trong này em, trong này thì tại sao em dùng cô đi? Tại vì em thấy đắt thế sao? That phía sau. Và sau ra là một mệnh đề. Rồi sao nữa? Chủ ngữ đâu? Chủ ngữ là Scatter Production. Rồi, chủ ngữ sau từ that em. Sau từ that thì chủ ngữ đâu? Sau từ that, chủ ngữ là or. Chủ ngữ là or. Động từ đâu? Or workers. Đúng rồi, động từ đâu? Trạng từ em bỏ qua đi. Reread. Đúng rồi, đây là verb gì đây? Verb nguyên thể. Đúng rồi, verb nguyên thể. Verb nguyên thể này là chia cho chủ ngữ số nhiều đó em. Tức là câu này thiệt ra là em cũng phải dùng dịch nghĩa nữa. Chứ nếu em nhìn không cũng có thể em đâu có biết được đâu, bởi vì all workers là số nhiều, chủ ngữ số nhiều. Vì thế từ reread
Nó là chủ ngữ số nhiều cũng là chuyện, động từ số nhiều cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà trong này đúng là chỉ có recommend that thôi. Mà khi em dịch recommend nó vẫn hợp nghĩa hơn so với ba từ còn lại. Cái công ty này nó khuyến khích hoặc là nó đề xuất rằng tất cả những cái nhân viên á, thỉnh thoảng thì nên đọc lại cái cuốn sổ hướng dẫn nhân viên, cuốn sổ tay nhân viên, được chưa? Thì nó đề xuất chứ không thể nào nó phụ thuộc rằng, nó thích ứng rằng, nó chuyên rằng được, đúng không? Thì trong này recommend nó phù hợp nhất không? Recommend dịch nghĩa là phù hợp nhất. Tức là cái này đầy đủ là all workers should occasionally reread. Chỗ này là như vậy nha em, should. Should chỗ này. Rồi từ câu trên vào lại cho ta, chưa vào lại hả? Vậy từ câu 5 đến câu câu 15 các em tự làm xong rồi ghi đinh cho cô. Nhớ trường hợp đó nha em, nhớ những cái động từ đó đằng sau là verb chủ ngữ cộng verb không, dù là chủ ngữ số ít hay chủ ngữ số nhiều cũng đều cộng verb không á. Rồi, tâm đơn. Xong em cứ làm bài tiếp theo nha. À, cái bài tập về nhà hôm nay của mình thì chỉ còn cái bài tập sách bài tập thôi. Sách listening không có nữa. Mình chỉ còn trong sách bài tập là cái bài mình đang đang làm này. Với lại actual test nha em, với lại quiz quiz là xong. On đơn. Hạn đơn 3.
Ngân 4. À, 4 bạn xong. Rồi cô đọc nhớ em. Number 5 B 6 A 7 B 8 D 9 B 10 B 11 C 12 C 13 B 14 B 15 B. Có em nào cano sai không? Thắc mắc gì không? Bạn nào ăn đúng không anh? Đúng hết không? Em sai câu số 7. 7. Rồi, Hạnh Tâm, Ngân. Chắc là do em không dịch sao em phải từ ready là tỉnh từ sao em chọn. À, nếu mà ready thì không thể nào each department là chủ ngữ số ít này. Mà từ work của em lại là động từ số nhiều nè, thấy không? Chủ ngữ số ít mà đi với động từ số nhiều đâu được đâu. Buộc chỗ này phải là vital. Được chưa? Hạnh Tâm Ngân. Đúng không em? Nếu mà sai sai câu Đúng nào rồi đó. vậy ạ. Rồi, Ngân với Hạnh. Em sai câu 11 ạ. 11. Rồi. 11 em chọn gì? Em chọn đi B. Em chọn ý B. À, câu 11 rồi. Thật là cần thiết rằng không có ai, cái những cái người mà không không được ủy quyền, không có người nào mà không được ủy quyền thì được phép. Lúc này phải là bị động em, được phép. Câu này đúng là nó hơi ấy một chút là bởi vì đằng sau đây là verb không đúng không? Thì verb không của em có đáp án B và đáp án C là verb không. Nhưng câu B là chủ động. Câu C là bị động. Thì trong này là không có người nào mà không được phép, không được ủy quyền á, thì được cho phép vào tòa nhà hết. Tức là có người, cái người nào mà được ủy quyền á, thì mới được và được cho phép vào. Còn những cái người khác là không được. Được chưa? Lúc là được đây. Được bị động. Đáp án của mình phải là câu C nha. Bị động. Với lại em để cho cô nè. Đằng sau into là không có tông ngữ. Giới từ thì thường là bị động thôi. Nhớ để cho cô câu này nha. Rồi. Hạnh ơi em hiểu cái này không Hạnh? Sẵn câu này. Có Ok, sẵn câu này sai cũng là một ý hay đấy em. Sẵn cô giải thích luôn tại sao nó sai. Ví dụ những câu khác là chỉ có một cái là verb không thôi thì mình không nói. Nhưng riêng câu 11 là hai cái đều là verb không. Buộc em phải xem là chủ động hay bị động. Câu nữa, Ngân có câu nào không em? em cũng sai cùng 11. Rồi, vậy cô giải thích câu 11 hiểu chưa? Đây rồi ạ. Rồi. Cái phần này cũng ít nhưng mà làm câu if đi. Rồi làm cho cô bài 2. Bài 2 này đi nha em. Bài 2 của phần đảo ngữ á. Bài 2 phần đảo ngữ. Làm cho cô từ câu 1 đến câu 10 đi. Làm cho cô từ câu 1 đến câu 10. Bạn nào xong quy định câu 1 đến câu đến hết luôn đi. Câu 1 đến câu 17 luôn đi. Có 17 câu à. Làm hết 17 câu của phần 2 luôn. Thắc mắc hỏi cô, rồi cô đọc đáp án cho. Tại cái câu này á, là nó cái bài 2 này vừa kết hợp giữa đảo ngữ và không đảo ngữ luôn, nên có thấy bài này khá là hay. Ví dụ những bài khác là em học phần này nên là em chọn cái đó, còn bây giờ nó vừa kết hợp luôn nên phải nhìn cho kỹ cái động từ nha em, kết hợp giữa if với lại kết hợp vào đảo ngữ luôn á. Ai làm xong mình cho cô. Nhớ là về nhà phải làm actual test nha các em. Làm actual test rồi up lên. Rồi đánh dấu những câu mà thắc mắc cô sửa. Cô sẽ ưu tiên sửa phần đọc trước. Phần nghe cô thấy các em khá ổn đó. Ưu tiên sửa phần đọc. Ngữ pháp với lại phần 7 rồi đó.
Khi em mượn should, khi em mượn were thì đằng sau phải là verb không. Should thì là verb không, còn were thì là to verb không. Nhớ nhìn vế sau của em là cái mệnh đề chính đó nha, xem nó là đang if mấy nữa. If mệnh đề chính là if nào thì tương đương với là if đó. Đương nhiên là sẽ có trường hợp là if if pha trộn đó em, if pha trộn với if 2 và if 3 nhưng mà hiếm có lắm. Nên là không có đưa vào sách là như vậy. Nhớ nhìn vế sau để xác định là if mấy, em làm câu nào là em ghi số đó ghi ra. Ví dụ câu 1 là if nào em ghi số 1, ví dụ if 1 em ghi số 1 vào. Ghi cái số của cái if vào để mà dễ làm. Cô đoán thử. On, cô cũng đoán là nghĩ là on đầu tiên. Rồi xong cứ làm cái câu khác đi. Về các bạn nghe em, ví dụ như em luyện nghe là ví dụ như em luyện luyện qua luyện lại nha, ví dụ như câu nào em sai á em phải mở đi mở lại để em biết em sai chỗ nào. Ok Tâm, em phải biết em sai chỗ nào nha, chứ đừng có nghe một lần rồi rồi thôi nhớ em. Cái phần nghe của em đó, em thấy câu đó sai vậy thì lát em sẽ bấm lại cái file file nghe của em tại cái câu đó để em nghe sao cho nó ra, thì em mới biết em sai chỗ nào thì mới ấy được, chứ đừng có bỏ qua nhớ em, cách đó cách luyện nghe á. Rồi, hạnh 4. Rồi, ok, đủ. Cô đọc đáp án này nha. 1, B. 2, B. 3, D. 4, C. 5, D. 6, A. 7, B. 8. B, 9, C, 10, D, 11, D, 12, D, 13, B, 14, C, 15, B, 16, C, 17, D. Rồi, có câu này em thắc mắc về đáp án hay là về câu không? Câu 9 đáp án là gì ạ? C. C à cô? Sao lại đâu, C? Câu 9. Câu 9 B chứ cô. Rồi câu 9 C là đúng. Em biết tại sao không? Em sau từ H đúng bị không? Động thì... bị động. Đúng rồi, đúng rồi. Trong này phải là bị động. Cái câu A của em không được nè. Câu D của em không đúng đúng không? Em chỉ còn câu B. Câu B của em là verb ED nè. Cái này của em là verb 3 nè. Đúng không? Thì cả hai cái verb ed và verb 3 về ngữ pháp đều đúng. Nhưng trong này hợp đồng này, chủ ngữ của em là cái hợp đồng. Hợp đồng thì nếu mà hợp đồng nó được gì? Nó được chuyển tới sớm hơn thì chúng ta có thể đã có khả năng bàn luận về cái điều kiện với lại đưa ra cái quyết định rồi. Thì trong này đáp án mình là câu C, bị động nhớ em. Nhớ trường hợp bị động đừng có quên nha. Với lại em để ý đằng sau early nó là trạng từ, không phải là tân ngữ, thì thường là bị động. Được chưa? Cô nghĩ câu chính chắc không vài bạn sai á. Nó giống như câu mà hồi nãy Hạnh em hỏi đó, Hạnh cứ be admitted đó. Bị động á. Rồi câu nào nữa? Hạnh Tâm Ngân mạnh dạn đấy các em. Thắc mắc là hỏi. Không hỏi là thiệt thòi á. Những bạn khác nào? Hạnh có sai câu nào không em? Ôi, em sai câu 9 này. Câu 9, câu 4, ok. Ủa, hồi nãy các bạn nào hỏi nữa không? À, câu 9 là cũng mới giải rồi ha. Câu 4. Câu 4. Câu 4. Ngân ơi, em chọn gì Ngân? Em chưa chọn câu này. Em chưa chọn câu này hả? Rồi, nhìn cho cô if mấy. If 1. If 1. Trước hết em có thể loại được câu nào? Cái câu nào nó câu D. Câu D.
Tại sao em loại câu D? Kiểu em nghĩ nó kiểu nó bị đảo ngữ rồi. Rồi, trước hết các bạn để ý là chủ ngữ của em đâu? Chủ ngữ là thế từ giờ ba kia Patience. patient Để động từ đâu? động từ là condition ghét Duration mà sao lại 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 gì lại Duration làm sao nhân từ được em? chủ ngữ là get worse Chủ ngữ là get worse hả? Vậy không đã. nhưng mình nhớ đấy là động từ Đúng rồi, động từ chỉ còn từ get thôi. Động từ là từ get, về chủ ngữ đâu? chủ ngữ là the cả cái condition đó Đúng rồi, vậy thì em trong cái chủ ngữ này thì cái nào là cái chính để mà em chia động từ? Patient hay là condition? patient. Không, cái này phải là condition em. Đây là sở hữu cách giống như là ví dụ như Ngân đi. Ngân, father. Ngân father is, của ví dụ như là 40 years, ví dụ thôi nhá em. Đây, thì theo em, cái chính của em là Ngân hay cái chính của em là father? Father. Đúng rồi, cái chính của em là father. Vậy suy ra patient phải S, đằng sau condition thì cái chính của em phải là condition. Tức ý cũng nói ở đây á, là em cứ đưa về cái ví dụ này cho nó dễ. Được chưa? Em đưa về cái ví dụ sở hữu cách là thay vì họ dùng patient, em đưa về sở hữu cách là ngân tên của em hoặc tên của bạn nào đó. Đằng sau có danh từ em đưa về một cái danh từ mom hay dad gì đó cho nó gần gũi. Rồi, thì bây giờ đây là chủ ngữ số nhiều, chủ ngữ số ít em. Nên là chủ ngữ số ít ạ. Rồi, đây là chủ ngữ số ít. Từ get của em là đang động từ như là nào? Có phải động từ số ít không mà động từ số nhiều đây? Ghét là năng động từ số nhiều nên chủ ngữ là chủ ngữ là số nhiều. Get là động từ số nhiều. Vậy bây giờ em kêu là condition của em là chủ ngữ số nhiều hả? À, số ít. Vâng. Bây giờ hỏi lại là condition là chủ ngữ số nhiều số ít? Không có S là chủ ngữ số nhiều, chủ ngữ số ít. Danh từ không có S. Em từ ngon Nghĩ tới con mèo hay con chó vậy? nhiều Số ít. Em bị lộn cái này miết. Bây giờ condition danh từ số ít. Mà em nhìn đi, chủ ngữ số ít. Mà từ get của em lại là động từ số nhiều. Vậy em dùng if được không? em không ạ Đúng rồi, vậy em dùng unless được không? không ạ Đúng rồi, unless cũng không luôn, bởi vì unless chính là if not. If not. If not là if đó em. If not là if, nên unless cũng không được. Vậy em chọn cái gì? Xe. Đúng rồi, được chưa? My thì không đúng công thức. Được chưa? Vậy em hiểu chưa? Cả lớp hiểu không? Đáp án của mình là C, được chưa? Ngon. Nói chung là chỗ này em hiểu rồi, nhưng mà bây giờ em chỉ đang lộn với cái mà chủ ngữ danh từ thêm S là danh từ số nhiều, động từ không thêm S là động từ số nhiều. Em bị lộn cái đó thôi. Còn cái chỗ này có thêm hiểu rồi nè. Cái câu này em ổn chưa Ngân? Dạ được rồi ạ. Rồi, nhớ về học lại cho cô cái chủ ngữ và động từ quan trọng lắm á. Ví dụ em đưa về con chó con mèo được thì em đưa về cái gì mà em hay nhớ đó, hoặc là em đưa về they như cô nói đó, they go, they là số nhiều, từ go giữ nguyên. Vậy em cứ để ý cho cô chủ ngữ mà số nhiều thì thêm s vào, thì đi với động từ không thêm s, nó ngược lại với nhau, chủ ngữ không thêm s đi với động từ thêm s và ngược lại, chủ ngữ có s động từ không s. Rồi câu nữa không? Quan hạnh tâm. Em hỏi một chút câu số 1. Câu số 1 nhưng mà nhìn thì A, C, D thì nó không hợp lý, nhưng mà câu B thì nó là câu điều kiện loại 1. Nhưng mà cái về đằng sau là should be entered là loại 2. Không, Thì đây. should be enter là loại 1 mà em. Should là loại 1 thôi. Vẫn dùng loại 1 mà. Tôi nói đơn mà cô. Sao? Intern là về sau thì phải tương lai đơn chứ. Rồi, tương lai đơn của em nè. Đây, đúng là tương lai đơn. Nhưng ngoài tương lai đơn em có động từ khiếm khuyết nè. Em thấy không? Ờ, đâu rồi, cô kéo lên lại. Nhưng mà nếu như mà đọc từ viết tiếp viện phải là son chứ. À, ý em từ sale hả? Vâng. Sale này không chia cho chủ người ấy được. Sale này em hiếm khi dùng lắm, bởi vì nó chỉ dùng cho ai, ví dụ cho we thôi.
Đó lý do em hiếm khi dùng lắm. Thì từ should này em xem nó như là động từ khiếm khuyết của hiện tại luôn. Bởi vì từ shall này nó chỉ dùng cho I với lại we thôi. Nên nó rất hiếm khi dùng trong, rất ít khi dùng, kể cả hàng ngày luôn, cũng ít khi dùng lắm. Thế là suốt suốt là Động từ khiếm khuyết, em tính là động từ khiếm khuyết cho cô, dùng luôn hiện tại. vâng, nhưng mà có trường hợp là will là dùng cho hiện tại nhưng mà would là dùng cho quá khứ, thì cái này cũng là động từ khuyết thiếu nhưng mà nó lại chia theo thì cái ở tương lai, cái ở quá khứ không? À, ý em đang phân biệt, em đang ấy là ví dụ như là cái kia là ý em chia ra ví dụ như cái trên, ở trên này là khe đúng không? Thì ở dưới này sẽ là khuất. Vâng. Vậy ở trên này là shell. Thì ở dưới này là suit đúng không? Ý em là như vậy đúng không? Tính như Vâng. vậy đúng không? Rồi, có từ khe với từ khuất thì như nãy con nói rồi không? Thì em sẽ chia như quá khứ. Riêng có từ shell với từ suit là đặc biệt. Từ shell bởi vì thường em chỉ dùng cho ai với lại dùng cho we thôi, ai với we mà rất ít khi dùng, bởi vì cái từ shall này thường họ dùng trang trọng với lại nó mang có nghĩa nghiêm túc một chút, nên là cái từ suit của em á, suit của em á thì em sẽ, bởi vì từ shall của em á ngoài ra nó mang, nó shall suit nó mang nghĩa là sẽ, nó giống cái từ will á, nó giống từ will sẽ, nói chung cô không có cái viết dấu nên cô ghi sẽ nha, shall của em là sẽ, nó giống từ will shall á. Ngoài ra từ suit của em á, một là nó quá khứ của từ shall, hai là nó một mình nó cũng nghĩa là nên nữa, một mình nó cũng nghĩa là nên, thì trong này nó mang nghĩa là nên chứ nó không mang nghĩa là sẽ. Từ shall mang nghĩa là sẽ mà, đúng chưa? Shall mang nghĩa là sẽ nhưng mà từ suit này mang nghĩa là nên, mà nên của từ suit này á thì em dùng cho if, if một tức là động từ khiếm khuyết thôi. Tức là từ suốt này ý của nó là nó không liên quan tới từ shell của em. Bởi từ từ shell là sẽ. Từ shell là sẽ. Còn nếu còn từ suốt này là nên. Còn từ suốt mà quá khứ của từ shell á, từ suốt quá khứ từ shell thì lúc này nó mang nghĩa từ sẽ rồi, nhưng mà không ai dùng từ từ suốt quá khứ từ shell á. Cô check thế nào. Cô check cho chắc, cho chắc, đợi cô chút. Nè. Để cô dùi cô trống rồi đi. Ví dụ từ sale của em đúng không? Nó sẽ mang nghĩa là bằng từ will. Là nó mang nghĩa là sẽ. Vậy nếu mà từ should mà chia theo từ sale nha, quá khứ từ sale thì nó sẽ mang nghĩa là sẽ rồi. Đúng không? Bởi vì nó chia theo đó, chứ từ can là có thể thì từ could là có thể, nhưng từ should ngoài ra nghĩa là nên nữa, thì thành ra ý cô nói là câu dưới này của em á, là nó mang theo nghĩa từ nên chứ không phải là mang nghĩa là quá khứ từ shall, được chưa? Nên thành ra dưới này phải là nên, cái password này nó nên được nhập vào, được chưa? Nó không phải là từ từ ấy. Với lại từ should họ dùng cho em từ nên chứ không ai mà dùng, nói chung là cô chưa thấy trường hợp mình dùng từ should quá khứ từ shall á, được chưa? Dùng cho nghĩa là nên thôi, cũng là một câu hỏi hay đó, một câu hỏi hay. Rồi còn câu nào không? Khoan, câu câu này hiểu chưa anh? Tóm là từ suốt nó mang nghĩa là nên, không mang nghĩa là từ sẽ theo từ shall. Rồi câu nào nữa, hạnh với lại tâm có này ngon, thắc mắc câu nào không em? Em không. Rồi tâm với ngon. Em không ạ. Ngân mạnh dạn là em có câu nào nữa không? Cô giải Em thích cho. không ạ, em hết rồi. Rồi ok. Vậy về nhà các em học. Nghe cô dặn. Về nhà ôn lại hết cái 16 unit một lần nữa. Sau đó và hãy giải actual test nha. Cho chính xác nha. Ôn hết lại rồi hãy giải. Rồi bye bye lớp mình nha. Nhớ phải giải đầy đủ nha. Bye bye cô. Ừ bye bye lớp mình. Chúc lớp mình ngủ ngon. Chào.